Một thông tin vui đối với ngành du lịch Việt Nam nói chung, đặc biệt là đối với ngành du lịch của thủ đô nói riêng, khi mà chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 308.000 lượt người, tăng 17% so với dịp Tết năm 2015. Đặc biệt chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết đã có hơn 85.000 lượt khách quốc tế đến với thủ đô. Theo đó, khách quốc tế đến Hà Nội trong dịp này chủ yếu đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp và Đài Loan. Lượng khách nội địa cũng đạt gần 223.000 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ. Do kỳ nghỉ năm nay kéo dài, cộng với thời tiết thuận lợi và công tác chuẩn bị khá chu đáo của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khách sạn, nhà hàng là nguyên nhân khiến du khách thích đến với Hà Nội vào dịp này. Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, thì chỉ tính riêng dịp nghỉ Tết năm nay, tổng thu từ khách du lịch của toàn thành phố đạt 984 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Một số điểm du lịch văn hóa, lễ hội như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Chùa Hương trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước trong những ngày đầu năm nay.